chào bà con anh chị và cô chú bác. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các anh chị về cái kiểu đan hình mũi tên cơ bản. Đó các bạn nhìn thấy đây là cái hình mũi tên. Thì chúng ta sẽ đan nông hai như cả nhà. Chúng ta sẽ đan là khoảng là 4 con cái nông hai. Sau đó chúng ta sẽ đi ngược lại giống như đan xương cá vậy cả nhà. Thì kiểu đan này thì nếu mà ai mà đã đan xương cá rồi hoặc là đan nông hai rồi thì có thể là chúng ta làm được như cả nhà. Thì cái kiểu đan này cũng rất là đơn giản này cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Thì chỉ là đan nông hai thì chúng ta đi mỗi lần hai cộng như cả nhà. Thì đó, cho các cả nhà xem một lần. Đây là kiểu nông hai của nhà em. Kiểu nông hai nhưng mà thuộc dạng xương, thuộc dạng là mũi tên nhưng mà chúng ta sẽ đi là nông hai năm con. Đầu tiên chúng ta sẽ đan là 4 con cái xương gạo, phải không? 4 con cái đan hạt gạo chúng ta đi tay bình thường. Sau đó chúng ta sẽ tới đây, chúng ta sẽ đi làm ngược lại như cả nhà. Chúng ta đi ngược lại để cho ra xương cá. Rồi sau cái con kế tiếp thì chúng ta sẽ đi làm sao cho nó giống như cái hạt gạo của cái con mà chúng ta đi ngược lại đó nè. Chúng ta để ý đi như cả nhà. Đây là cái này. Đây là cái xương xuôi nè cả nhà. Còn đây là cái này là em đang ngược xuống nè. Đây là cái khúc này em đang ngược xuống nè. Đó, đây khúc này là đang ngược, nó chổi lại nè cả nhà. Đó, nó chổi lại thì cái khúc mà ở trên cái hàng thứ hai nó phải giống y hình cái hàng chổi lại như cả nhà. Như vậy là thì nó mới ra cái hình mũi tên ha cả nhà. Đây thì để biết thêm cái chi tiết của em làm như thế nào thì xin các bạn đi theo cái video của mình ha. Thì trước tiên mình sẽ gầy xương nha cả nhà. Sau đó mình sẽ lấy một cộng lục bình, mình sẽ đan nha. Mỗi lần mình đan vậy là mình sẽ lấy hai cộng nha cả nhà. Tại vì mình đan kiểu nông hai mà dạng mũi tên, mà có nghĩa là mình đan là ví dụ là 3 dòng con hạt gạo thì mình sẽ chở ngược lại. Sau đó mình sẽ đan giống y hệt con hạt gạo như vậy thôi ha các bạn. Ở đây là mình nói thì các bạn không có hiểu đâu, thì để các bạn nhìn mình làm rồi các bạn sẽ hiểu thôi ha. Hết dây thì chúng ta có thể chim vô ha cả nhà. Chúng ta cắt, nhớ là cắt xéo đầu nha cả nhà, tại vì mình ở đây mình cắt sẵn rồi cho nên là mình không có cắt nữa nha. Cái cộng khung sắt đó là chúng ta sẽ đi hai luôn nha cả nhà. Mình ở đây mình làm xương lẻ nha cả nhà. Cả nhà làm xương chẳng đi cũng được nha cả nhà. Đó, mình sẽ qua lưu ý là cái đó mình quay đầu thì cái cộng nằm ở dưới, chúng ta phải cho nó nằm ở trên. Đó, chúng ta sẽ đi ngược lại nha cả nhà. Mà chúng ta cũng đi hai cộng, lưu ý là hai cộng chúng ta nó sẽ so le nha. Nó không được trùng nha cả nhà, nó sẽ so le là một cộng chân bên đây, làm cộng chân bên kia nó mới đúng nha cả nhà. Đây là cái khúc này chúng ta sẽ đi làm sao mà cho nó thành giống như là cái xương cá, nhưng mà chúng ta sẽ đi hai cộng luôn nha cả nhà, hai cộng mà so le với nhau nha cả nhà. Đó, chúng ta phải đi ngược lại làm sao mà cho nó ra cái hình mà hai cái đầu nó đối nhau, với vậy nó mới ra mũi tên nha cả nhà. Nếu mà mình làm như vậy thì nếu mà mình làm sao mà nó không có ra hình mà đối đầu nhau giống như cái xương cá vậy đó cả nhà, thì chúng ta hình dung đi kiểu đang xương cá đó. Là ví dụ là mình ở đây mình đang 4 con phải không? Đang 4 con thì mình sẽ đang 4 con ngược lại ha cả nhà.
thì cũng đang hạt gạo vậy thôi, nhưng mình đang ngược lại, mình làm sao mình quyển chuyển sao mà cho nó ra hạt gạo, nhưng mà nó phải có cái mũi tên ha cả nhà. Đó, cả nhà chú ý đi ha, đó mình đang như vậy đó, nó có một cái mũi tên ngược trở lại, thấy không cả nhà. Mình cái này là mình đi cái cọng dây, mình đi luồn xuống nha cả nhà. Đó thì nó lại có cái mũi tên nha, ở đây là mình có cái mũi tên nha cả nhà, cả nhà lưu ý kỹ cái chỗ này nha. Cái khúc này thì chúng ta sẽ làm y hệt lại cái khúc lần đầu tiên chúng ta vô mối ha cả nhà. Đó, để cho nó ra cái sự cái xương cá nha cả nhà, mà chúng ta đi xương cá dạng nông hai nó mới ra hình mũi tên như vậy ha. Đó đó, bây giờ đó mình đã làm rồi, nó ra cái mũi tên rất là đẹp phải không cả nhà. Thì các cả nhà gán học kiểu đang cơ bản này đi, nếu mà cả nhà biết rồi thì các cả nhà chỉ xem làm tham khảo thôi, và quan hệ bỏ qua cho mình để cả nhà gán học đi. Mình sẽ cho những cái mẫu mà sẽ tương tự đẹp giống như thế này ha cả nhà. Đây là những cái bước học cơ bản để chúng ta sẽ lên những cái sản phẩm ha. Nếu mà các bạn nào tay nghề đã cứng rồi, đã rành rồi thì chúng ta khỏi cần tập làm cũng được ha cả nhà. Thế mọi người, thì tới đây đang kết thúc thì chúng ta sẽ luồn ha cả nhà. Mình luồn thì mình cũng dễ thôi, mình luồn mình sẽ quấn cái cọng dây đục mình xéo xéo một chút xíu nha. Mình quấn cái miệng xong rồi mình sẽ luồn nha, thì các bạn sẽ quan sát mình ha. Cái khâu này cũng không có khó gì cho mấy nha các bạn, thì các bạn nhớ quan sát. Thì luồn thì luồn cũng giống như mình đang thôi, thay vì mình đang bít thì mình đẩy xuống cái đau tay thì mình luồn đi cho nó chậm, nhưng mà nó đỡ đau tay mình ha.
Thì ở cuối cái video này thì mình xin chúc cả nhà làm thành công nha cả nhà. Nếu mà các cả nhà không biết làm thì cả nhà có thể là bình luận bên dưới hoặc là vào nhóm của mình để những người khác giỏi hơn hoặc là những người nào mà cao tay nghệ hơn thì có thể là chỉ dẫn cho các bạn thêm ha cả nhà. Thì bây giờ thì chúc cả nhà có một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha cả nhà. Bye bye.